sanh thử một bỉ, tức là sanh ra đời này, chết xuống rồi sanh ra đời khác, nó nhanh lắm. Kiếp số con người nó đổi nhanh như vậy. Nhưng mà chúng ta trong khoảng thời gian sanh rồi chết, chết rồi sanh, chúng ta vui hay là chúng ta buồn, chúng ta sướng hay chúng ta khổ? Khổ. Cho nên tổ nói là thăng trầm bỉ cực, tức là lên xuống nhọc nhằn. Một lần đầu thai là cả một lần đau khổ, rất đau khổ chứ không phải đơn giản đâu. Chứ nếu vui sướng đẻ ra mà đâu có khóc. Đầu đời hai tiếng khổ à, chứ con đứa nít nào mới đẻ ra mà nó cười hì hì đâu, nó khóc. Đứa nào không khóc á, bà mụ bà dỗ vô đít cho nó khóc. Thăng trầm bỉ cực là gì? Và cái sự đó nó chưa có dừng lại, cái dòng chuyển trong luân hồi nó không dừng lại. Vị miễn tam luân hà thời hữu tuất, tức là chúng ta xoay chuyển trong ba nẻo chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Đó là sự thật của chúng ta trong cuộc sống này. Vậy hà cớ gì mà chúng ta lại không biết thương thân mình, lại không biết thương thân những người khác? Tất cả đều đau khổ như nhau, đều sanh tử, đều luân hồi. Ở trong dòng sanh tử luân hồi này, chúng ta cũng không thể tính được, không thể tính được cho bản thân của chúng ta. Vậy mà nói dễ thương lắm, đi qua trần thế mang tình nhân gian. Đúng là thi sĩ nó có khác, mang tình nhân gian cho nên mới ghé lại ở đây chơi nè. Chứ vài bữa ta đi rồi, đi đâu không biết, không biết đi đâu mà làm giọng chảnh vậy, tưởng đâu chuẩn bị lên thiên đường hay sao, hay lên cung trời đâu xuất cái đau lợi gì trên đó không chừng nữa, hay là đi về cực lạc rồi. Tao bye bye mày nghe, mai mốt tới đi. Đó, cái kiểu vậy đó, đi qua trần thế mang tình nhân gian. Nhưng mà câu thơ này thầy nghĩ nó có một cái ý rất là hay. Đó là mang tình là gì? Là hữu tình chúng sanh. Tức là chúng ta vẫn còn có tình chấp. Còn có tình chấp thì đường luân hồi sẽ đi mòn mỏi thôi, không có dừng lại được. Có tình chấp là vậy đó. Đọc một tin nhắn có thể mình sẽ rất là vui, nhưng mà gặp một ai đó có thể chúng ta sẽ không vui. Tình chấp luôn bám chúng ta, luôn đắm chìm trong tình chấp. Đó là cái khả năng không thể nghĩ bàn của chúng sanh ở cảnh giới này, trong đó có thầy trò chúng ta. Chấp vô đó xong rồi còn thêm xì dầu, thêm bột ngọt nữa, rồi tấu diễn ra giống như trộn gỏi vậy đó. Kiểu đó không khổ sao được. Xin phép được trở lại vấn đề. Đơn vị thời gian được Đức Phật nói nó là vô tận, kéo dài từ quá khứ đến tương lai, không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Vì không một ai có thể xác định được cái điểm khởi đầu của chúng ta bắt đầu từ đâu, và rồi cuối cùng chúng ta kết thúc là ở điểm nào. Do chúng ta trầm luân nhiều quá mà không biết được từ đâu chúng ta trầm luân. Chỉ có biết một cách chung chung rằng mình đã tạo nghiệp, tạo nhiều ác nghiệp cho nên vẫn còn trầm luân. Và chừng nào chúng ta hết nghiệp biết không? Cũng không biết. Chỉ có phát nguyện tu tập để giải trừ nghiệp chướng. Cho nên mỗi một thời tụng kinh bái sám, các thầy hay phục nguyện đó, cầu Đức Phật chứng minh cho chúng con hôm nay phát tâm tụng kinh bái sám tọa thiền, mong cho nghiệp chướng, báo chướng, sở tri chướng, tất cả những thứ chướng nó đều tiêu diệt. Hãy dứt trừ nghiệp chướng thì chúng ta ung dung tự tại, chúng ta không còn bị buộc ràng, không còn trầm luân. Không còn trầm luân thì chúng ta đi đâu? Có một người Phật tử hỏi thầy dễ thương lắm quý vị. Thưa sư phụ, mai mốt tu rồi mình không trầm luân nữa mà đi đâu sư phụ? Sư nó mày rảnh quá, tính tới cái ngày đó xa xôi lắm con. Tu không có tới đâu hết, tu không có được bao nhiêu hết. Rồi xong cái rất đầu nó ngồi, nó nói con nghĩ mai mốt mà mình giảng sách đi cực lạc chắc mình buồn lắm sư phụ. Thầy mới nói mày thêm đảo điên nữa con. Bao nhiêu người ta niệm Phật, người ta mong giảng sanh, bao nhiêu người ta tu, người ta mong giải thoát. Còn
Còn mày thì lại sợ giảng sanh về đó buồn, không có chuyện gì làm. Tại vì cảnh giới đó nó bình thường quá, không có ai gây với ai, rồi sống rồi ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, muốn cái gì nó có cái đấy. Đất cũng bằng vàng, lưu ly pha lê, tiếng gió thổi lá cây lắc reo đó cũng phát ra âm thanh, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Trời, cảnh giới đó con nghĩ chắc nó chán lắm. Đúng là chúng sanh thiệt. Thầy mới nói, con ơi, có chán chán thì để trong bụng thôi, chứ nói ra ngoài người ta tưởng mình bị khùng á. Giống như bây giờ nè, sư phụ hỏi con nè, làm công nhân tháng lương 7 triệu, có người ta giới thiệu con đi qua chỗ khác làm tháng 70 triệu, cái tự nhiên cái mày ngồi đó mày nói, thôi 70 triệu chán lắm. Người ta tưởng mày uống lộn thuốc đó con à. Mà quý vị biết không, thật ra cái em Phật tử này nó không có lớn, nó nhỏ thôi, nó chỉ 20 mấy tuổi thôi, 24, 25 tuổi thôi đó. Phát tâm ăn chay trường, rồi phát tâm tu tập này kia nọ, lo cho cha mẹ xong sẽ tu tập. Nó suy nghĩ đơn giản lắm. Nó có nghĩ còn tu tập thì mình còn có động lực để tu tập, để phấn đấu, để hướng tới, để vươn lên, để cải thiện cái xấu. Tự nhiên bây giờ giảng sanh rồi hoặc thành Phật rồi đâu còn gì để hướng tới, đâu còn gì cải thiện. Nó nghĩ vậy đó. Cho nên nó nghĩ thành Phật là nhàm lắm, là chán lắm, giảng sanh là buồn lắm. Thầy mới nói, người tu tập theo giáo nghĩa Đại Thừa đó là tu tập có hai mục đích. Đó là đạt được cái quả vị để lợi ích mình và lợi ích cho người khác. Cho nên thành Phật xong rồi không có chuyện mà ngồi đó, ngồi im đó, mà phải đi giáo hóa chúng sanh. Đọc kinh không thấy các vị Bồ Tát, các vị Phật ha? Đi từ thế giới này sang thế giới khác, thế giới này nó tan hoại ra đi tới thế giới khác để độ sanh. Cho nên không có chuyện nhàm đâu. Nhưng mà thôi, đừng có vọng tưởng điên đảo nữa, tuột xuống, leo trên đọt cây mà nhảy tưng tưng trên đó, xuống mặt đất đi đi ông, tu hành bình thường. Sao thầy mới hiểu ra là ông này có nhiều tập khí lắm. Cho nên đụng chuyện gì mà bị rầy bị la, nó thôi con chấp nhận làm chúng sanh thôi, chứ không có làm Phật là Bồ Tát được. Thì trở lại vấn đề, chúng ta hoàn toàn không tính được cái điểm kết thúc của chúng ta cho đến khi sau khi chúng ta dứt trừ nghiệp chướng, hay là nói theo kinh điển tức là chúng ta thoát khỏi luân hồi, hay chúng ta chứng quả, chúng ta thành Phật, thì hoàn toàn cũng không thể tính đếm được cái thời điểm này. Thì Đức Phật so sánh cái thời gian lâu xa được tính bằng những hạt bụi nhỏ. Vi trần là hạt bụi nhỏ chứ không phải hạt bụi lớn đâu. Hạt bụi rất nhỏ. Bây giờ bụi mịn mà chúng ta còn không thấy mà. Chúng ta không thấy. Thì làm sao chúng ta có thể tính đếm được? Thì cái thời gian lâu xa tính bằng cái số lượng hạt bụi. Mà thầy đã nói với lại quý vị là vi trần kiếp đó, tức là cái kiếp giống như hạt bụi nhỏ, thì không thể nào chúng ta tính đếm được. Dù cho người có khả năng tư duy cao, có cái trí tưởng tượng phong phú đi chăng nữa, hay là một nhà toán học tài ba, thầy tin chắc rằng họ không bao giờ tính được cái số lượng hạt bụi trong một tia nắng xuyên qua ở căn phòng của họ. Chứ đừng nói tới là số lượng hạt bụi của tất cả các thế giới mình đi qua, một ngàn thế giới quẹt một cái chấm mực đó để nghiền nát ra bụi, làm sao tính được. Chỉ cần ở trong phòng của chúng ta có một tia nắng xuyên qua, chúng ta nhìn thấy những hạt bụi bay trong đó, đúng không? Thầy nghĩ rằng những nhà toán học tài ba cũng không tính được, không cách nào tính được, tại vì mình có đếm được nó đâu. Chỉ nói là nhiều quá, nhiều tới mức không tính đếm được. Cho nên ai có tư duy cao cách mấy, có tưởng tượng giỏi cỡ đến đâu, hay là những cái nhà mà tính toán mang tính cách là có những phương thức tính đó, thì cũng không thể tính đếm được
Bao nhiêu hạt bụi trong một tia nắng, đừng nói chỉ trong căn phòng của mình, căn nhà của mình, nói gì tới một cái phường, một cái xã, một cái ấp. Huống chi là đếm được cái số lượng hạt bụi của một thế giới, hai thế giới, cho đến trăm ngàn muôn ức thế giới. Tất cả các thế giới đó gom lại, nghiền nát ra thành bụi, mà bây giờ gấp 100, 1000, 1 ức lần cái số thời gian đó, chính là thời gian của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành Phật cho tới nay. Không tính được. Vậy thì mô tả thời gian lâu xa của vi trần kiếp mà Đức Phật nói trong phẩm hóa thành dụ của Kinh Pháp Hoa có mục đích gì? Bây giờ chúng ta quen đếm 1, 2, 3. Thì từ đó nó mới có được cái cơ sở để chúng ta đếm 4, 5, 6 cho tới những con số lớn hơn. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị xếp lại những con số 1, 2, 3 đó đi. Đừng nghĩ tới nó. Đừng tính tới nó. Đừng đếm tới nó. Thì lập tức cái tâm tính toán của chúng ta, cái sự suy lường của chúng ta, cái sự chấp chặt của chúng ta, nó không có còn bị bó hẹp trong những con số ước lệ, trong những thứ mà chúng ta quy định nữa. Rằng chúng ta đang phóng tầm nhìn về một quá khứ xa xôi nào đó, không có cái điểm để dừng chúng ta lại. Thỉnh thoảng thầy có những cái giấc mơ, thầy thấy thầy lao vào trong một cái thế giới nào đó, cái khoảng không nào đó, với một cái vận tốc mà rất là sợ, sợ lắm. Nhắm mắt lại thì cái cảm giác mình đưa giọng đó quý vị, mình đưa giọng mà mình cũng thoát ruột, thoát gan, mình cũng sợ. Thì cái cảm giác đó nó sợ tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần ở trong giấc mơ. Sợ lắm, thì la sùm. Mà thường xuyên cái cảm giác, cái giấc mơ này nó trở lại với thầy. Thì có những lần mấy chú thầy giả phát hiện ra là thầy mớ. Nhưng mà thực chất là thầy mơ là thấy thầy đi với một cái vận tốc rất là nhanh mà không biết đi đâu. Thì có một giấc mơ, có cũng một vài giấc mơ, hí hí mắt ra nhìn để coi thấy cái gì. Cái cảm giác trong người, tức là nó nôn ruột, nó sợ, sợ không biết đi đâu. Mà với cái vận tốc nhanh này chỉ có nước là tan nát ra, mình tan ra thành bụi luôn, chứ đừng có nói mà lụm xương, lụm thịt gì. Quý vị thấy mình mơ mình bước khục chân hoặc là mình rơi trên núi cao xuống, quý vị sợ không? Trong mơ thôi đã sợ. Thì có những cái giấc mơ thì hí mắt ra thì mở, không thấy gì hết quý vị. Thấy một cái vùng sáng, nó không phải sáng, tối không phải tối, hoàn toàn không thấy gì. Nhìn lại bản thân cũng không thấy mình. Rất là hoảng loạn, rất là lo sợ, hét lên. Rồi có khi nó phát ra những cái âm thanh ở bên lỗ tai, nghe những cái âm thanh gì lạ lắm mà mình không phân biệt được đó là loại âm thanh gì, là tiếng nói gì, là ngôn ngữ gì. Thì nhiều lần như vậy đó. Thì hồi đó thầy mới hỏi sư ông, bây giờ con phải làm sao? Tại có một thời gian dài, cứ một hai ngày là thầy mơ thấy như thế, không ngủ được quý vị, sợ ngủ. Nếu mà thấy ma thấy quỷ thì cũng hiện đầu ra, hiện mặt ra, con nanh gút kiểu gì để coi con mày gớm ghiếc thế nào, không thấy. Nhưng mà cái cảm giác nó làm cho chúng ta sợ. Sư ông nói hễ còn tham là còn sợ, hết tham là hết sợ. Thầy mới cãi, sư ông mơ mà còn cái gì tham, mình còn không biết mình đang mơ nữa mình tham gì. Sư ông nói còn, hãy còn cho nên mới sợ. Sao ông nói đừng có quan tâm tới âm thanh, đừng quan tâm tới cái vận tốc,
Đừng quan tâm tới cái bóng sáng, bóng tối. Mở mắt nhìn, nhưng mà đừng có nhìn. Lóng tai nghe, nhưng mà đừng có nghe. Lập tức con sẽ có thể thấy những điều con muốn thấy, nghe được những điều con muốn nghe. Không hiểu. Không hiểu sao ông nói gì. Thầy mới thắc mắc, thầy nói vậy là rốt cuộc là con không làm cái gì? Sao nó không nói nữa? Thầy mới nói có khi nào sư ông lớn tuổi quá rồi sư ông nói nó bị lộn không? Thầy thưa với lại quý vị, thầy sau đó thì thầy không có mơ thấy cái đó nữa. Tức là không quan tâm tới cái giấc mơ đó nữa. Thầy không mơ thấy. Bắt đầu thắp nhang lại Phật cầu cho mơ, để mình thí nghiệm cái lời của sư ông nói như thế nào. Sẽ mở to mắt ra để nhìn có thấy cái gì mà sư ông nó thấy điều cần thấy. Sẽ lóng tai nghe những âm thanh đó, coi thực chất đó là tiếng gì, để mình nghe những điều cần nghe. Thắp nhang lại gian giải tứ phương hết cũng không mơ thấy. Nhưng mà tình cờ có một bữa chẳng cầu, chẳng nguyện, chẳng gì lại mơ thấy cái điều đó. Nhưng mà với một cái trạng thái khác quý vị. Thầy thấy bình thường. Không tì hí mắt nữa. Thầy thấy giận tóc lao vậy, thầy mở mắt ra thầy nhìn sẽ tự nhiên nó chậm lại. Tự nhiên nó chậm lại, nó không nhanh nữa. Bóng tối mờ mờ ảo tự nhiên nó không mờ nữa mà thầy thấy rất là rõ. Có nhiều cảnh vật nhưng mà rất là lạ. Cũng cây cũng cối mà thầy thấy lạ, chỗ này mình chưa đi tới. Cũng không hẳn nhiên là nó đẹp, nhưng mà nó không quen thuộc. Rồi thầy thấy có những cái cây nó chắn đường mình, cái mình đi xuyên qua cái cây luôn, thì nó chết cha rồi, mình thành trung ấm thân rồi. Mình có khi nào là cái hồn của mình nó giật giờ giật dưỡng rồi mình đi luôn, mình không về không ta? Mình không về rồi lỡ mình ráp vô cái chỗ cái con này con kia rồi, trời lúc đó là làm sao trời? Giống như là thiên bồng nguyên sói vậy đó. Ngay trong giấc mơ thầy cũng suy nghĩ ra cái điều đó. Mà quý vị biết, ngay lúc đó đó, thầy mới kêu sư ông. Thầy kêu thầy ơi. Kêu thầy ơi, tức là biết kêu sư ông rồi, để sư ông giải thích cho mình. Thầy khi kêu sư ông là giật mình rất vậy. Thật là không thể suy nghĩ được cái sự mà nó trùng lập. Quý vị biết cái gì không? Sư ông nói thầy đã sốt suốt một đêm, đang lấy cái thau nước nóng với cái khăn vừa đặt xuống ở bên cạnh cái giường của thầy. Sao ông đứng ở đó? Tại lúc đó thầy thức thì mở mắt ra. 2 giờ sáng. Cô không thấy được cái đạo gì hết, không hiểu được cái gì hết, nhưng mà hết sợ. Không còn cái cảm giác sợ nữa. Hoàn toàn không còn cái cảm giác sợ. Ở đây mình trở lại vấn đề về cái sự vô tận trong cái không gian. Chúng ta chỉ ra biển, chúng ta nhìn thấy một cái khoảng trời, khoảng biển là chúng ta thấy nó vô tận rồi. Chúng ta lên núi cao, chúng ta phóng tầm nhìn ra xa, nó đã vô tận. Nhưng thực ra nó có cái giới hạn của cái tầm nhìn chúng ta. Thí dụ chúng ta có thể nhìn xa được 10 mấy cây số, bao nhiêu cây số đó, rồi trời giông gió, rồi có mưa mây đồ, tầm nhìn xa trên 10 km rồi này kia vân vân. Giống như dự báo thời tiết, cái đó là hoàn toàn có hạn lượng. Nhưng mà đối với cái không gian vô tận, chúng ta sẽ cảm thấy rất là sợ. Giống như mình rơi vào một cái chỗ mà mình không thể dự đoán được đâu là bờ, đâu là mé, đâu là ranh giới, để chúng ta có những cái sự dự định. Quý vị thấy không? Ước lượng về thời gian, ước lượng về không gian, ước lượng về cách hành xử, cách hành động chúng ta hoàn toàn do kiến thức, do thói quen, do tập quán.
Chúng ta học cho nên chúng ta đoán được cái này nó như thế nào, trời mà chỉ mưa như vậy là sẽ mưa như thế nào. Rồi ở trên không gian mà chúng ta nhìn thấy có những cái đốm sao trắng trắng ban ngày là biết là nắng gắt như thế nào. Nó là những kiến thức chúng ta được tích tụ từ nhỏ tới lớn do người lớn truyền lại cho chúng ta, hoặc là ở học đường truyền lại chúng ta, hoặc là những kinh nghiệm chúng ta trải trong cuộc sống. Nhưng tất cả những thứ đó đều được lặp đi lặp lại nhiều lần với một tư duy cố định của chúng ta xung quanh một cái ngã chấp. Một là thọ nhận, hai là chúng ta không thọ nhận. Một là chúng ta bám vào nó để chúng ta tư duy trên cái nền tảng đó. Hai là chúng ta từ chối nó và đẩy sang tư duy một hướng khác. Nhưng hoàn toàn là chấp ngã. Hễ chấp ngã thì có đối đãi, có đối đãi thì nó có hạn lượng. Bây giờ chúng ta rơi vào một cái khoảng thời gian vô tận, một cái không gian vô cùng, chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo sợ. Cho nên khi chúng ta bỏ lại những cái suy nghĩ về ước lượng theo cái quan điểm của chúng ta, theo suy nghĩ của chúng ta, một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, một năm, mười năm, một trăm năm, hay là một, hai, ba, bốn, chúng ta bỏ hết tất cả những ước lượng đó, những quan điểm đó, những ý niệm đó, lập tức chúng ta sẽ đi vào một thế giới rất rộng lớn của không gian và thời gian. Mà đừng tính hồi nhỏ mình còn nhỏ như thế nào, lúc mình không biết gì, đừng tính kiếp trước nữa, chúng ta làm cái gì. Mà chúng ta hãy thả mình trôi ngược về một cái dòng sông quá khứ xa xôi, cho đến khi chúng ta không thể nghĩ ra được, chúng ta không thể vươn tới được, chúng ta không thể suy lường được bất kỳ một cái gì trên cái trục thời gian quá khứ đó. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở đâu? Không có điểm dừng. Phải không quý vị? Nó sẽ theo cái đà đó, nó đi hoài, tới vô cùng mà chúng ta cũng không biết dừng lại ở chỗ nào luôn. Cho nên chúng ta càng tư duy về một cái điều gì đó, thì trí nhớ của chúng ta nó sẽ có hạn định. Sự hiểu biết của chúng ta sẽ bị giới hạn. Hay nói khác hơn, tức là trí thông minh của chúng ta nó có chỗ cùng tận. Có một lần thầy có xem một cái bài viết về cái điện thoại iPhone. Cái điện thoại là thầy đã rất là thán phục cái điện thoại iPhone. Nó có nhiều cái chức năng mà mình không nghĩ ra. Đó là do một số người ta chỉ lại mình thôi. Nhưng mà thực sự để biết về cái điện thoại iPhone đó, ngay cả những người mà sáng tạo ra nó, chế ra nó cũng không nghĩ ra được rằng nó sẽ có những cái công năng đó. Đó là trí tuệ nhân tạo. Họ cũng không dự đoán được chiếc điện thoại này nó có thể làm được những cái điều đó. Quý vị thấy rõ ràng trí thông minh của con người. Chúng ta quen nói theo cái kiểu thế gian đó là vô tận rồi. Phải không quý vị? Nó là vô tận, tức là mình không thể tính được, không thể lường được và không thể ước lượng được nó. Nhưng mà hễ còn có một cái điểm để cho chúng ta tư duy, có một cái trục để cho chúng ta làm chuẩn, có một cái số để chúng ta ước lượng, thì trí thông minh lập tức nó đã có xác định được ranh giới. Nó không đạt được tới cái giá trị của vô tận. Nó không tương xứng với lại cái thời gian vô tận, cái không gian vô cùng. Đến một điểm mà ở đó mọi suy tính, mọi phân biệt phải dừng lại, nhường chỗ cho một thế giới. Thế giới đó trong kinh Pháp Hoa gọi là thế giới vô phân biệt. Và nhất định chúng ta phải dùng vô sư trí mới thấy được và hiểu được cái thế giới vô phân biệt này.
vì không thể dùng sự suy nghĩ để có thể hiểu được nó, không thể dùng được ngôn ngữ của chúng ta để truyền tải được nó, mà chỉ có sự cảm nhận qua trí giác thượng thừa của hành giả được lưu xuất từ trí tuệ vô sư. Kiến thức của chúng ta thông minh, học giỏi kiểu gì đều do người khác truyền giúp. Chúng ta có một chút thông minh, nhưng mà nhờ thêm thầy dạy, cho nên có những cái kế hoạch dạy, có những cái phương thức dạy giúp cho chúng ta thông minh hơn, chúng ta giỏi hơn. Cái đó có những phương pháp. Nhưng mà trí vô sư thì nhất định chúng ta phải tu tập để quay trở lại với nguồn tâm tuệ giác của mình. Cho nên chúng ta phải dừng lại để nhường cho một thế giới, thế giới vượt lên trên mọi khái niệm, lâu hay mau, dài hay ngắn, lớn hay nhỏ, vượt ra ngoài tất cả những khái niệm của sự đối đãi, của ước lệ, của quy định, của suy nghĩ và của trí tuệ nhân tạo. Đó gọi là thế giới vô phân biệt. Cho nên tại sao một vị thiền sư ở núi này có thể biết được ý của thiền sư ở cái núi kia? Tại sao một vị thánh A-la-hán có thể hiểu được suy nghĩ của một ai đó ở xa xôi, rồi ngài đến để ngài giáo hóa? Tại vì các ngài đang ở trong thế giới vô phân biệt, các ngài đã thành tựu được vô sư trí. Cho nên là các nhà khoa học người ta tạo ra một cái máy, một con robot, nó có thể đọc được suy nghĩ của mình. Này vẫn là trí tuệ nhân tạo, ta cài những cái con chip vô trong đó, và những cái đó là được tính toán. Hãy nghe cái này ta thấy cũng thán phục rồi. Con robot mà đọc được suy nghĩ của người khác và có thể trả lời được mấy ngàn câu hỏi của người khác. Nó chỉ là cái máy thôi. Mình người với người đi giao tiếp, có khi mình còn không trả lời được cái câu hỏi của người khác, mà là cái máy. Thấy thán phục cái trí tuệ của con người rồi, nhưng mà vẫn còn ở trong thế giới của sự đối đãi. Ở một thế giới mà nó vượt lên trên tất cả những khái niệm xa gần, sáng tối, tốt xấu, thành bại, dài ngắn, lâu mau, tất cả những khái niệm đối đãi đó không còn tồn tại, thì lúc đó con người mới trở nên bất khả tư nghị. Khi tư duy của chúng ta khép lại thì lúc đó chúng ta còn cái gì? Còn lại tỉnh thức. Đối với hành giả, vắng bặt tư duy, mà trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Bồ Tát Mã Minh nói là cử tâm tắc thố, động niệm tắc quay. Chỉ cần chúng ta khởi niệm lên thôi, chỉ cần khởi tâm lên cái đã sai rồi. Ở đây không phải là chúng ta bị khùng, hay là chúng ta bị giảm trí nhớ, hay là chúng ta bị lẫn, chúng ta bị quên. Chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không ở trong cái thế giới của sự phân biệt. Tại vì phân biệt nó rối rắm lắm, nó làm cho chúng ta động niệm, chúng ta phiền não. Cho nên chúng ta khép lại cái tư duy đó. Không phải là chúng ta chặn lại để chúng ta không suy nghĩ, chúng ta bịt mắt, bịt miệng, bịt mũi, bịt này kia, cái nào không có. Không phải như thế. Mà khi chúng ta dừng lại cái sự đối đãi trong suy nghĩ của chúng ta, vì nơi đó chỉ có sự tỉnh thức, có mặt trong tỉnh thức một cách trọn vẹn, lúc bây giờ chúng ta đang bước chân vào thế giới, một thế giới không có phân biệt, mà trong kinh nói là vô phân biệt thế giới, và cánh cửa đó gọi là cánh cửa vô môn. Vô môn tức là không có cửa, cánh cửa không có cửa. Vì sao? Vì nó là cánh cửa mở ra thế giới vô phân biệt một cách đúng như thật, ngay hiện tiền đây.
Chúng ta không cần phải suy nghĩ thêm về quá khứ lâu xa gì nữa hết á. Chúng ta khỏi tính vô lượng, vô số kiếp, A Tăng Kỳ kiếp hay là bất khả tư nghị kiếp gì nữa hết. Mà thực chất, khi chúng ta dừng lại cái tâm phân biệt, dừng lại tất cả mọi ý niệm đối đãi, chỉ còn lại sự tỉnh thức, tức là chúng ta đang mở ra một cánh cửa vào thế giới vô phân biệt. Cảnh giới đó đang mở ra trước mắt của chúng ta, gọi là đương niệm hiện tiền trong Trí Đồ Luận nói. Khi chúng ta dừng lại mọi tư duy, chúng ta rời khỏi những cái thế giới của sự đối đãi, của hơn thua, của phân biệt, của suy nghĩ, của chấp chặt, thì chúng ta đã mở cánh cửa bước vào thế giới của hiện tiền. Thế giới hiện tiền này chỉ có một niệm thôi. Mình nói một niệm là tạm dùng cái số một này thôi, chứ thực ra không có một, không có hai, gọi là đương niệm hiện tiền. Ở thế giới này, phi thời gian, thế giới này rất sống động, từ ngàn xưa cho đến bây giờ, và thầy tin chắc rằng mãi mãi đến ngàn sau nó vẫn sinh động như thế, vì không có ý niệm của thời gian. Cho nên quý vị thỉnh thoảng có xem những cái phim khoa học viễn tưởng hoặc là những cái phim thần thoại dẫn chúng ta đi tới một cái thế giới siêu hình, hoặc là một cái thế giới nào đó, hay là hoặc một hành tinh nào đó, nơi đó nó gọi là phi thời gian. Quý vị có xem phải không? Có đọc sách không? Thực ra ý tưởng này không phải là viễn tưởng đâu. Nó có trong kinh điển. Khi thời gian động lại là khi nào? Khi chúng ta không có phân tâm bởi những thứ khác mà chúng ta chấp chặt. Cho nên ngồi đây chúng ta có thể cười với những chuyện vui trong quá khứ của mình cách đây 30 năm. Quý vị đã từng như thế chưa? Cái đó là phi thời gian đó. Chứ không phải chúng ta sống với ký ức đâu. Chúng ta không cố tình kéo nó lại. Chúng ta cũng không có phải có một cái nhân duyên nào đó tác động gặp ai để mình nhớ chuyện quá khứ. Nhưng mà tình cờ tự nhiên chúng ta cảm thấy vui, thật là vui với cái chuyện của quá khứ. Mình không khởi ý lên nó, không cố chấp nó, không giữ gìn nó, không có níu kéo nó, nhưng tự nhiên nó khởi lên. Đó là một trong những dấu hiệu về phi thời gian. Và có những cái tính của con người cũng không có quá câu nệ, không có cố chấp. Mà đừng có nói là người ta yêu đời hay là yêu gì đâu, không có đâu. Họ có những khoảnh khắc họ sống phi thời gian. Thầy có xem một cái bà già bảy mấy tám chục tuổi ngồi ôm đàn guitar hát bên vỉa hè với mấy đứa sinh viên. Thầy thấy đúng là thế giới phi thời gian. Không phải là bà ôm đàn là bà mê đàn đâu. Đó. Mặc dù là đập vỡ cái đàn rồi. Mặc dù là có người là đã thề thốt trăn trối, nếu tôi chết hãy chôn tôi với cái đàn guitar rồi. Nhưng mà khi bà ôm cái đàn, bà hát nghêu ngao, thầy tin chắc rằng không già, không trẻ, không sầu, không vui, không gì hết. Chỉ có bà và thế giới của những nốt nhạc từ phím đàn của bà. Bà cũng không cần một chuyên gia âm nhạc để đánh giá bà cũng không cần một nhạc sĩ nào đó thưởng thức ngón đàn của bà, và bà cũng không cần một khán giả nào hết. Đơn giản, đàn để mà đàn. Đó là cảnh giới phi thời gian. Cho nên có những lúc ấy, những món rất ngon chúng ta rất đói nhưng mà dọn ra chúng ta không ăn được. Nhưng mà có những lúc chúng ta ăn mà mình không có cảm giác gì về cái chuyện ăn, cốn để ý gì ăn. Ăn rồi hết tô cơm lúc nào không hay. Tới chừng nhìn lại trời ăn thấy ghê luôn. Thỉnh thoảng sẽ có những cảnh huống mà chúng ta rơi vào thế giới phi thời gian. Suy cho cùng nó là gì? Nó là một thế giới không có những tư duy của được mất bại thành hơn thua, chấp trước năng sở nhân ngã bỉ thử gì hết, không còn. Cái này thỉnh thoảng chúng ta có, chỉ cần chúng ta thêm một chút tỉnh giác ra thôi. Khi dừng lại tư duy chúng ta sẽ rất là thoải mái. Cho nên hồi trước đây thầy có đọc một cuốn sách là Hãy Dừng Lại Tư Duy. Các nhà khoa học ta nghiên cứu ra cái loại thuốc gì bơm cho mình để mình quên đi
những cái ấy đó để mình khỏi tư duy cái gì. Thầy nghĩ khoa học nó có thể suy nghĩ ra cái đó, nhưng mà chưa làm được đâu. Chỉ có thuốc mê thôi, bơm thuốc mê trong vòng bao lâu đó, nhưng mà sau khi hết thuốc mê rồi thấy cái cảnh, phải không? Một mai qua cơn mê, không dám đọc tiếp câu nữa. Trời, bolero một bụng đây nè. Kính thưa quý vị, khi chúng ta mở ra cánh cửa vô môn, trở lại với thế giới thực tại của mình, thế giới thực tại mà nơi đó không có ý niệm về thời gian, về không gian, về tất cả những thứ gì mà chúng ta đã cố chấp bấy lâu nay, thế giới đó rất sống động, nó vượt cả thời gian. Từ xưa đến nay nó như thế, và nó trôi miết cho đến tận vô cùng cũng vẫn như thế. Nó mãi miết trôi giữa dòng thực tại vô ngã. Thuật ngữ của Phật giáo gọi là thực tại vô ngã. Ngay cái ý niệm đó mà chúng ta cảm giác thoải mái, chúng ta dễ chịu là vì nơi đó không có ngã chấp. Thực tại vô ngã là gì? Là Niết Bàn. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta tu, chúng ta cũng được chứng quả, chúng ta cũng được về thể nhập với Niết Bàn, nhưng mà tiếc là chỉ còn chút xíu à. Chúng ta quay trở lại làm chúng sanh, thậm chí làm chúng sanh hung dữ nữa, làm chúng sanh trời ơi đất khởi nữa. Chúng ta không có khả năng duy trì được cái đó, cái thực tại vô ngã này. Cho nên nó không phải là cái nhìn theo cách phân biệt của chúng ta từ những cái suy nghĩ, những cái tư duy của lối mòn, vì tất cả những thứ đó nó đều tồn tại một cái tôi, một ngã chấp. Thí dụ trường phái này sẽ nghĩ như thế này, trường phái kia sẽ nghĩ như thế kia. Và lúc nào chúng ta cũng rơi vào những cái trạng thái đối đãi đó, mà cái nhìn của chúng ta nó không đạt được cái nhìn đúng như thật. Phải là cái nhìn như thật được phóng chiếu trực tiếp từ đời sống thực tại mà Thiền sư Nhất Hạnh gọi là bây giờ và ở đây. Câu đó hay lắm. Có nhiều người không hiểu bây giờ và ở đây là gì. Thiền sư Nhất Hạnh muốn nhắc cho chúng ta quay trở về sống với cái thế giới thực tại đang diễn ra, nơi đó không có tư duy của đối đãi mà chỉ còn lại thực tại vô ngã. Đương niệm hiện tiền đó sẽ mở ra một thế giới sinh động mà chúng ta không vướng bận bởi những tư duy lối mòn và những tư duy bởi trí tuệ nhân tạo tẩm ướp chúng ta. Cho nên quý vị thấy thế giới ngày nay, thế giới càng phát triển ha, về công nghệ, về kỹ năng này kỹ năng kia, thực chất chúng ta càng ngày càng rời xa cái thế giới đương niệm hiện tại hiện tiền gọi là thực tại vô ngã này. Càng ngày chúng ta càng bị lệ thuộc vào công nghệ. Cái điện thoại thôi là chúng ta đã lệ thuộc rồi. Một cái điện thoại thôi đã phiền gần chết. Có người hai cái điện thoại cộng thêm cái iPad với một cái máy tính xách tay nữa, đời của họ thôi, đời ta chẳng còn chi, còn gì hết. Làm sao mà chúng ta cảm nhận được cái cảnh giới an lạc? Nó không có tính thời gian, nó không có tính đối đãi, bởi vì tư duy trùng trùng điệp điệp, nó kéo lớp lớp. Chúng ta chưa nghĩ cái vấn đề này giải quyết xong là bắt đầu nó lôi qua vấn đề khác chúng ta suy nghĩ rồi. Có đúng vậy không quý vị? Thầy bị rơi vào một trường hợp này rất là nhiều. Tức là tính cái này chưa xong đã tính cái khác, nghĩ cái này chưa xong đã nghĩ cái khác. Cho nên có khi cái việc này chúng ta làm không trọn vẹn, rồi việc khác cũng không xong. Cứ bận rộn như thế thì làm sao chúng ta trở về với thực tại, với cái cảnh giới mà Thiền sư Nhất Hạnh dạy là bây giờ và ở đây. Không bao giờ. Chúng ta bị trôi đi cái hiện tại, bị đánh mất đi cái hiện tại, mà chúng ta bị dạt đi theo những cái con sóng, những con sóng của sự đối đãi, của tư duy hơn thua. Chính vì thế khi Đức Phật đưa ra
Cái thí dụ về sự lâu xa mà trong kinh Pháp Hoa Phỏng Hóa Thành Dụ gọi là vi trần kiếp, thì Đức Phật nói rằng tri kiến của Như Lai, sự lâu xa đó giống như là ngày hôm nay vậy. Tức là cái sự hiểu biết của Đức Phật, cái hiểu biết này không phải do tích góp kiến thức mà là cái trí vô sư, sự tỉnh giác không thể tính lường được, không thể suy nghĩ được. Sự lâu xa đó cũng giống như ngày hôm nay. Thì rõ ràng trong thế giới thực tại, tự thân của nó không có khái niệm về thời gian. Khái niệm thời gian vật lý của chúng ta là chúng ta tính được. Cho dù đó là 1 triệu năm chúng ta vẫn tính được. Cho dù đó là 3 A Tăng kỳ kiếp chúng ta vẫn tính được. Đó là khái niệm thời gian dưới góc nhìn của vật lý. Nhưng mà cái thực tại, thế giới thực tại mà trong kinh gọi là thực tại vô ngã, hay là Thiền sư Nhất Hạnh lúc nãy thầy nói đó, bây giờ và ở đây đó, nó không có khái niệm của thời gian. Cho nên có khi mình phát hiện ra là mình ngồi ở đây đã mấy tiếng đồng hồ. Vì không tồn tại khái niệm thời gian cho nên chúng ta cũng không có khái niệm về cảm giác. Tới khi phát hiện ra chỗ mình ngồi tê hết. Mình đã phạm phu trai đó, có những lúc là khái niệm thời gian không tồn tại. Thì các vị thiền sư mà nhập thất hoặc là ở trong định 1000 năm, 2000 năm là chuyện bình thường. Không phải là ảo tưởng, không phải là huyễn hoặc, không phải là thế giới của phim hoạt hình, của khoa học viễn tưởng. Trong vũ trụ này có rất nhiều những vị tu tập từ mấy ngàn năm trước rồi, bây giờ họ vẫn còn ở trong đại định. Không có yếu tố thời gian thì làm sao tính được 1500 năm gì? Ở trong đại định mà, ở trong thực tại vô ngã mà, khái niệm thời gian không còn. Cho nên cái chuyện mà dài đăng đẳng chỉ là ước lệ thôi. Đời sống thực thụ trôi lăn trong mỗi niệm sanh sanh tương tục của chúng ta. Cho nên sanh và diệt của mỗi ý niệm chúng ta tạm được xem đó là một kiếp. Một ý niệm khởi lên, ý niệm đó diệt xuống. Một ý niệm khác khởi lên, ý niệm đó khác đó diệt xuống. Thì chúng ta biết đó là đã đi qua 1 kiếp, 2 kiếp rồi. Vừa khởi lên một cái ý đó dập tắt, đó là đã là 1 kiếp rồi. Sanh diệt chỉ trong một niệm. Cho nên chúng ta cũng có thể hiểu là một cái nháy mắt cũng là một kiếp. Một cái gật đầu cũng là một kiếp. Cho nên mới nói là có khi một cái gật đầu phải chờ đến nhiều kiếp mới gặp lại nhau. Và cũng thế, mỗi một hạt bụi là một kiếp, đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn vượt thời gian, chúng ta sẽ đến gần hơn Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai trong Phẩm Hóa Thành Dụ của Kinh Pháp Hoa. Xin phép được nhắc lại một chút để quý vị có thể hiểu rõ hơn rằng Đức Phật, bổn sư của chúng ta giới thiệu Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở tại nước Hảo Thành, sống lâu đến 540 vạn ức na do tha kiếp. Trời ơi, 100 kiếp là bao nhiêu rồi? 1 ức kiếp là bao nhiêu rồi? 1 na do tha kiếp là bao nhiêu rồi? Vậy mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai sống đến 540 ức na do tha kiếp ở tại một quốc độ tên là Hảo Thành.
Lúc đó Ngài ngồi nơi đạo tràng của mình, phá ma quân, sắp sửa thành đạo, nhưng Phật Pháp không có xuất hiện. Lúc bấy giờ các vị trời ở cõi Đao Lợi Thiên mới xuống dùng hoa để trải thành cái tòa sư tử dưới cõi Bồ Đề cho Ngài ngồi. Hoa đã tàn, nó héo, các vị trời Đao Lợi này mới rải hoa mới, làm thành một cái tòa sư tử mới cho Ngài ngồi trên đó. Rồi các vị trời này tấu nhạc cho Ngài nghe. Nó, rồi các vị Phạm Thiên rải thêm hoa trời, hoa Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, vân vân, rồi cúng dường hương thơm. Như vậy trải qua suốt 10 tiểu kiếp, bấy giờ Phật Pháp mới xuất hiện và Ngài chính thức mới thành đạo, hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Câu chuyện của Kinh Pháp Hoa Thầy tạm dừng ở đây, chỉ giới thiệu cho quý vị biết đại khái là như thế thôi. Thế nhưng cách đây 1000 năm, có một vị thiền sư tên là Vô Môn Huệ Khai. Thì trong cái tập sách viết về công án thiền nổi tiếng của Ngài tên là Vô Môn Quang. Quang là cái cửa ải, vô môn là không có cửa. Cái cửa ải mà không có cửa, cửa ải nào lại không có cửa quý vị? Ải này với ải kia là ngăn giữa quốc gia này với quốc gia nọ, là thường nó có một cái cửa ải, thì ải đó nó phải có cửa để đóng lại, để kiểm soát người và hàng hóa lưu thông giữa hai địa phận và hai quốc gia. Vậy mà Ngài viết ra tác phẩm là Vô Môn Quang, tức là cái ải mà không có cửa. Nói tới cái ải không có cửa, Thầy mới nhớ tới có một cái câu đối rất là đặc sắc của Việt Nam, do Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi đối đáp lại với lại cái vị mà quan cai quản cái ải ở phía bắc nước Việt Nam của chúng ta khi qua Trung Quốc đi sứ. Ngài đi tới đó buổi chiều, thì cái vị quan đã đón tiếp phái đoàn sứ của Việt Nam, nó không mở cửa. Không mở cửa ải sao đi qua? Không mở cửa ải đâu có đi qua được. Bởi vì nghe đồn là quan Trạng Mạc Đỉnh Chi là người mà lúc nào cũng có thể nói ra văn thơ, chữ nghĩa. Ông lịch sử ghi rằng ông có diện mạo hơi xấu, tức là dị tướng, mũi hết, môi trề, mắt lồi được, không biết có mọc sừng giống Chung Du Diệm không biết, nhưng mà rất giỏi. Thì cái vị quan của Trung Quốc coi cái ải đó đó, mới viết một cái câu đối treo ngay cái cửa ải đó, cái cổng: quá quan trì, quan quan bế, thỉnh quý khách quá quan. Trong câu đó có 4 chữ quan, tức là qua ải muộn. Cửa của cái ải này đã đóng rồi, xin mời quý khách qua ải. Đóng cửa rồi mà còn treo cái câu đối đó, thì Mạc Đỉnh Chi mới đứng nhìn đó, mới kêu lấy giấy ra viết, viết một câu đối, đối lại, rồi bắn vô trong cái ải đó, qua cái ải đó. Rất là hay. Đối đáp lại: xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Cũng có 4 chữ đối, đối lại với 4 chữ quan. Ra cái vế đối là dễ, đối lại cái vế đối mới là khó. Mời thầy đối trước. Thì sau khi nhận được cái câu đối của quan Trạng Mạc Đỉnh Chi, thì vị quan đó mới mở cửa ải mời Mạc Đỉnh Chi qua. Thì thấy dị tướng nhưng mà đặc tài, tức là người có cái tướng lạ,
thì đó là bậc kỳ tài. Thì khi đi sứ đến triều đình đó, thì gặp ngay cái lúc mà có nhiều sứ giả của các nước cùng triều cống. Thì lúc đó công chúa bị chết, vua thương công chúa quá mới ra lệnh cho các vị sứ thần của các nước Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam vân vân để làm cái bài điếu văn để khóc tiễn công chúa. Các sứ thần viết quá trời, còn ngài Mạc Đĩnh Chi cởi lừa đi dạo phố đi chơi. Tới chừng là cái người hầu cận báo là đã sắp tới giờ tống tiễn công chúa, ông mới chạy về dự lễ. Thì dự lễ thì nghe các sứ thần khác đọc nhiều cái bài điếu văn, còn ông là ông đọc tại chỗ luôn. Đọc một cái bài mà không có dính líu gì tới công chúa hết, không có nói gì tới cái chuyện sống chết hết. Vậy mà người ta khóc. Hồng lô nhất điểm tuyết, thanh thiên nhất đó vân, giao trì nhất phía nguyệt, thượng quyển nhất chi hoa, ô hô, vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết, thượng hưởng thượng hưởng. Bài đó có nghĩa rằng trời xanh một đóa mây, trời xanh một đốm mây hay là một áng mây, một đóa mây, lò lửa một chấm tuyết, mảnh trăng trên mặt nước, cành hoa ở trong vườn, than ôi mây tán tuyết tan, hoa tàn trăng khuyết, còn đâu. Quý vị thấy hay không? Thanh thiên nhất đó vân, tức là trời xanh chỉ có một cụm mây thôi. Nguyên một cái mảng trời xanh, một cụm mây trắng, thì quý vị nghĩ nó tan nhanh không? Nhanh lắm. Dùng cái hình ảnh thực tế để diễn tả sự vô thường. Rồi một cái lò lửa, một cái lò đó mà để một cái chấm tuyết lên thì nó tan liền. Rồi cái mảnh trăng vừa thấy trên mặt nước, gió thổi ngang gợn sóng thôi, trăng đã tan. Cành hoa trong vườn thì nó tồn tại bao lâu? Ông dùng những cái hình ảnh thực tế đó để nói tới cái sự tồn tại ngắn ngủi của kiếp người. Rất hay. Từ đó vua mới phong cho ông là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, là người duy nhất được hai nước phong tặng Trạng Nguyên, chính là Mạc Đĩnh Chi, danh nhân văn hóa của chúng ta. Ủa mà đang nói vụ gì mà kể qua chuyện này vậy? Nhớ rồi, mặc dù tim ba mũi. Tức là nói về cái tác phẩm Vô Môn Quang của thiền sư Huệ Khai. Tức là cái ải không có cửa. Thì trong cái quyển Vô Môn Quang này có kể lại một cái câu chuyện dính líu tới Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Có một vị tăng tới hỏi Hòa Thượng rằng, bạch Hòa Thượng, tại sao Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tịnh ở đạo tràng 10 kiếp mà không thành Phật? Vị Hòa Thượng mới trả lời rằng, câu hỏi của ông chính là câu trả lời. Vị tăng đó không hiểu, mình tới mình hỏi mà, nếu đã là trả lời thì mình hỏi làm chi, mình biết rồi mình hỏi làm chi. Mới gặng hỏi một lần nữa là, bạch Hòa Thượng, đã ngồi ở đạo tràng sao lại không thành Phật? Hòa Thượng ngồi cũng gật gật, tại vì ngài không thành Phật. Không thành Phật thì không thành Phật, chứ biết hỏi tại sao. Nhưng cái mẫu chuyện này, cái mẫu thoại này nó ngắn lắm quý vị. Trong cái công án thiền này, nó nhằm mô tả về cái khả tính giác ngộ, tức là cái khả năng, cái đặc tính về cái khả năng giác ngộ trong mỗi con người của chúng ta là ai cũng có, bằng nhau, giống như nhau, không hơn không kém, không thêm không bớt. Đại Thông Trí Thắng Như Lai là gì? Là giác ngộ.
là Ngài có trí tuệ tối thượng, đại thông trí thắng mà, tức là trí tuệ giác ngộ. Đã là trí thắng rồi mà còn là đại thông nữa, thì Ngài đã thông suốt tất cả các pháp, là bậc gì? Là bậc nhất thiết chủng trí, là Phật. Mà đã là Phật rồi còn cầu thành Phật làm gì? Cho nên mày đặt khỏi tàu lao. Đại thông trí thắng đã là Phật, đã là Phật rồi còn cầu thành Phật nữa. Có khi nào vàng mà vàng 4 số 9 SGC đó mà nó còn cầu nó thành vàng nữa không? Khi nào nó còn ở trong quặng đó, trong mỏ đó, nó còn đủ tạp chất đó thì mới mong cho luyện, tinh luyện để cho thành vàng. Còn này tu thành Phật rồi tự nhiên cầu thành Phật nữa. Vậy mà cũng đi hỏi tại sao Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi ở đạo tràng 10 tiểu kiếp, chư thiên cõi trời đau lợi xuống rải hoa cúng dường 10 tiểu kiếp mới chịu thành Phật. Trời ơi, Hòa Thượng đâu có thời gian để giải thích. Với lại cái cách của thiền là không có giải thích nhiều, cho nên nói ngắn gọn, câu hỏi của ông đã là câu trả lời rồi. Vậy mà còn ráng hỏi nữa. Vì sao ngồi 10 tiểu kiếp mà không thành Phật? Đã ngồi ở đạo tràng rồi mà không thành Phật là sao? Ông Hòa Thượng trả lời dễ thương. Vì Ngài không thành Phật. Cho nên một bậc mà đã ngồi ở Bồ Đề tức là đã giác ngộ. Ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng tức là đã ngồi ở trên cái vị trí giác ngộ, có danh hiệu là Đại Thông Trí Thắng, tức là nhất thiết chủng trí, là trí của Phật rồi. Thì như vậy Ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Mà đã là Phật rồi thì cần gì mà trở thành Phật, mà cầu thành Phật, mong thành Phật làm gì nữa? Chẳng qua là hóa thân của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, vì hạnh nguyện, vì cơ duyên mà Ngài ứng hiện nơi đạo tràng Bồ Đề để thành Phật, hiểu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, để độ chúng sanh. Thế thôi. Cho nên ở trong cái lời bàn của tác phẩm Vô Môn Quang đó, tóm tắt rằng người phàm nếu hiểu được sẽ trở thành bậc thánh. Bậc thánh mới hiểu, đến giờ mới hiểu, trở thành kẻ phàm. Chính vì thế cho nên kết thúc cái công án này có một bài kệ rất là hay: liễu thân hà tự liễu tâm hư, liễu đất tâm hề thân bất sầu, nhược giả thân tâm câu liễu liễu, thần tiên hà tất cánh phong hầu. Tạm dịch là: biết thân đâu bằng biết được tâm, tâm đã ngộ rồi nhẹ nhàng tâm, tâm thân vô ngại cùng chung biết, thần tiên rồi chức tước cần gì. Rốt cuộc thì chúng ta cũng đâu cần phải trở về cát bụi, phải không? Vì sao? Vì cuộc sống của chúng ta là cát bụi, suy nghĩ của chúng ta là cát bụi, sự thưởng thức của chúng ta là cát bụi, nếp tư duy của chúng ta là cát bụi, kiến thức của chúng ta là cát bụi, bản thân chúng ta đã là cát bụi, thì cần gì chúng ta phải trở về cát bụi? Vì sao? Cát bụi là ta là cát bụi.